02158. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Ban tổ chức chương trình thử thách. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh về công tác tuyển sinh của chương trình thử thách, và những người thực hiện chương trình của chúng tôi rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thử thách. Đặc biệt là hãy đăng ký ngay với chúng tôi để xuất hiện tại trường quay cũng như là các thành viên của cả hai đội hôm nay. Ngoài là chúng ta cùng gặp gỡ, giao lưu và cùng tham gia vào chương trình thử thách, và những thí sinh hôm nay cũng có rất nhiều cơ hội nhận được những phần thưởng rất là giá trị. Bây giờ thì chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi đầu tiên. Trước tiên tôi xin được chúc mừng quý khán giả của chúng ta đã may mắn, đó là chọn biểu tượng anh chàng Thomas có số điện thoại 0947229363 đã nhận phần thưởng, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VKF200i. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên đó là 0947229363, đó là trên màn hình chúng ta cũng thể hiện anh chàng Thomas. Rất tiếc là cả đội 1 và đội 2 chúng ta chưa có được 60 điểm, đó là số điểm cần thiết để bước vào cầu số 4. Tuy nhiên, cả hai đội đều có đáp án hoàn toàn chính xác ở cầu số 4 và hai đội đều được 40 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xác định xem đội nào sẽ nhận được phần quà thứ hai của vòng thi thứ nhất này, là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Chúng ta sẽ đến với một phần hết sức may rủi, đó là bốc thăm may mắn. Trên tay tôi có hai lá thăm, trong đây sẽ có một lá thăm xác định được đội nào sẽ nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca sẽ có dòng chữ xin chúc mừng. Đương nhiên lá thăm còn lại sẽ không có dòng chữ này. Và xin thử hỏi là đội nào sẽ bốc thăm trước tiên ạ? Đội 1, các bạn có muốn bốc thăm trước tiên hay không ạ? Đội 1 xin được bốc thăm trước tiên. Đội 2 có đồng ý nhường cho đội 1 bốc thăm trước tiên không ạ? Dạ đồng ý. Đồng ý, một bên muốn một bên nhường thì bốc ngay đi. Vâng, mời các bạn. Không có sự chọn lựa. Đây là sự may mắn mà thôi, ngẫu nhiên. Đây là lá thăm còn lại, mời bạn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mở lá thăm này ra. Trong lá thăm nào có dòng chữ xin chúc mừng, đó là đội may mắn. Và hãy cùng dơ cao lên cho quý khán giả được nhận thấy. Sự lựa chọn đầu tiên phải không ạ? Đây là ngẫu nhiên thôi. Như vậy thì xin được chúc mừng đội 2. Các bạn đã có nhận được lá thăm là xin chúc mừng, đây là lá thăm may mắn. Cảm ơn bạn. Và các bạn sẽ nhận được một phần quà của chúng tôi, đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Như vậy là chúng ta đã xác định được đội 2, các bạn được nhận được phần quà, đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Xin chúc mừng đội 2. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang vòng thi thứ 2. Trước khi bước sang vòng thi thứ 2, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng thi thứ hai rất hấp dẫn hơn, đó là một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VKF600i. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy bắt đầu tham gia vào vòng thi thứ hai. Ở vòng thi thứ hai chúng ta vẫn có 4 câu hỏi. Bây giờ là câu hỏi số 1. Nội dung của câu hỏi số 1 như sau: mạng thông tin di động đầu tiên của nước ta ra đời vào năm nào? A. Năm 1991, B. Năm 1993 và C. Năm 1994. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy thì ít nhất là ở đội 1, bạn Trung không còn lo lắng nữa. Bởi vì lúc này bạn cũng đã được 10 tuổi rồi phải không ạ? Nhưng mà không biết có nhớ là 10 tuổi chắc chưa xài điện thoại di động. Nhưng không biết là các bạn có quan sát còn nhớ không, là nhiều khi anh chị cha mẹ xài chẳng hạn. Mời đáp án của cả hai đội ạ. Xin mời hai đội. Đội 1 đưa ra một đáp án hơi có phần rụt rè, đó là vào năm 1993. Không chắc chắn lắm phải không anh Trung? Chắc cái này là có sự tư vấn của bạn Mỹ Vân và bạn Phương Nguyên phải không ạ? Xin hỏi đáp án này ai chọn ạ? Cả ba người đều chọn.
Anh cũng chọn luôn. Và đội 2, các bạn chọn đáp án C, năm 1994. À, tại sao bạn Khoa chọn đáp án C ạ? Dạ. Thầy có tư vấn của ai không? Dạ, có tư vấn của bạn Chuyên. Dạ. Dạ không, thì trong câu hỏi này thì hoặc em nghĩ là A, B hoặc C thôi, mà tại vì không chắc, cho nên thôi thì cứ chọn là năm 94. Vào năm này bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh 86, thì vào năm này thì là 8 tuổi. 8 tuổi. Nếu mà hỏi là internet vào Việt Nam năm nào thì chắc là trả lời chắc chắn. Còn cái này thì chưa cập nhật. Cái này thì chưa cập nhật. Dạ. Nghi sao vòng thi này chắc phải cập nhật lại quá. Dạ. Bây giờ mời cả hai đội và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, năm 1993. Và chúng ta cũng biết mobile phone là mạng điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam do công ty thông tin di động VMS quản lý và khai thác từ năm 1993. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hành tinh nào được xem là có khí hậu nóng nhất trong hệ mặt trời? A. Sao Hỏa, B. Sao Kim và C. Sao Thổ. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn hãy hết sức cẩn trọng ở câu hỏi này để chúng ta có một đáp án chính xác. Và tôi xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã được 20 điểm. Rất tiếc là đội 2 vừa rồi chúng ta trả lời không đúng. Mời đáp án của cả hai đội ạ. Đội 1, các bạn chọn đáp án A là sao Hỏa. Và đội 2, chọn đáp án A là sao Hỏa. Các bạn có phải thấy từ nóng trong câu hỏi cho nên các bạn nghĩ đó là sao Hỏa phải không ạ? Hỏa là lửa. Lửa chắc nóng nhất rồi, phải không ạ? Phải không bạn Khoa? Dạ, em nghĩ là vậy. Bạn Chiên, bạn nghĩ sao? Dạ thì em đang phân vân giữa sao Hỏa và sao Thổ. Nhưng sao mà cái nhiệt độ nóng của sao Hỏa thì nhiều người nói đến hơn, còn sao Thổ thì em không được cập nhật nhiều, cho nên thôi thì cứ chọn một đáp án thì là chọn là sao Hỏa. Sao không cập nhật sao Kim? Dạ, khi mà nói đến cái nhiệt độ nóng thì là ít nghe nói đến sao Kim. À, dạ. Ít nghe nói đến sao Kim. Rồi không biết là đội của một có nghe nói gì nhiều về sao Kim không ạ? À? À, là chỉ nói sao Hỏa thôi. Tại nó nóng giận như bà Hỏa là chắc chắn là Hỏa là phải nóng rồi. Hỏa là lửa là phải nóng rồi phải không ạ? À? Kiến thức về thiên văn thì cũng không cập nhật lắm, nhưng mà em chỉ biết là sao Hỏa là cũng gần trái đất. Nên em nghĩ là sao Hỏa là nóng hơn. Nó cũng nóng đó, nhưng mà không biết còn sao nào nóng hơn nữa không thì chúng ta phải theo dõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, sao Kim. Như vậy không phải là sao Hỏa. Nhiệt độ tại bề mặt sao Kim rất cao, trung bình vào khoảng 740 độ K. Đây là nhiệt độ đủ nóng để biến kim loại chì thành chất lỏng. Thì chúng ta thấy là rất là nóng. Và cũng giống như là hai đội chơi của chúng tôi ngày hôm nay, tôi nhận thấy rằng trên màn hình não chúng ta rất là vắng. Điều này có nghĩa là chúng ta đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi. Hy vọng rằng sẽ gặp lại ở vòng thi kế tiếp. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Quốc gia nào sau đây có một phần lãnh thổ thuộc khu vực nền văn minh Lưỡng Hà? A. Trung Quốc, B. Hy Lạp và C. Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Câu này nội dung hơi lạ một chút, nhưng mà hy vọng rằng các bạn cũng có một đáp án. Sau đây xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B là Hy Lạp. Và đội 2, đáp án B cũng là Hy Lạp. Đừng nhìn tôi. Không có tự tin lắm phải không bạn? Không chắc ăn lắm. Câu này thì chắc chúng ta đoán thôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Thổ Nhĩ Kỳ. Lưỡng Hà là tên gọi của một vùng địa lý và một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Nam Iran hiện đại. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Giải thưởng điện ảnh Oscar bắt đầu được trao từ năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này.
Ở vòng thi này có lẽ là mà may mắn không đến với cả đội 1 và đội 2. Tuy nhiên các bạn vẫn còn cơ hội nhận được đầu máy karaoke Sinh Ca, cho nên các bạn cố gắng đưa ra một đáp án chính xác. Giải thưởng điện ảnh Oscar bắt đầu được trao từ năm nào? Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án là năm 1940. Và đội 2 đưa ra đáp án 1929. Bạn Phương Nguyên ơi, có phải bạn tư vấn đáp án này không ạ? Dạ không, anh tư vấn đáp án này là bạn Mỹ Vân. Bạn Mỹ Vân tư vấn đáp án này. Sao mà lại không biết thôi, đó đáp án chính xác là sao? Bạn Mỹ Vân, bạn có cảm giác như thế nào về con số 1940? Bạn dựa vào cơ sở nào ạ? Em cũng mang máng thôi chứ em cũng không chắc lắm. Không chắc lắm. Vậy bạn Thành Trung, bạn cầm bảng điểm lên, bạn có thấy rung không? Hơi rung không? Chắc chắn. Tôi có cảm giác là hơi rung. Bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1928. Và bây giờ một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại màn hình xem ai là người may mắn ở vòng thi này. Đó là cô nàng Luna của chúng ta. Là quý khán giả đã may mắn chọn biểu tượng là cô nàng Luna đã trả lời chính xác câu hỏi này. Rất tiếc đội 1 và đội 2. Đội 2 mặc dù các bạn đã đưa ra một kết quả chỉ có sai số một đơn vị thôi phải không ạ? 1929. Đó là một điều cũng rất là đáng khen. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ hai, mời quý vị và các bạn chúng ta dành ít phút để theo dõi về chương trình thử thách. Theo dõi một vài hình ảnh về những khán giả đã may mắn ở những kỳ thi lần trước. Hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay biết đâu những hình ảnh đó sẽ được lặp lại cho các thành viên của chúng ta. Cho nên các bạn hãy hết sức cố gắng trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên để có cơ hội bước vào câu số 4. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng công bố kết quả của vòng thi thứ hai. Và trước tiên xin được chúc mừng quý khán giả may mắn đã chọn biểu tượng là nàng Luna có số điện thoại di động 0916 496 537. Và trên màn hình cũng đã thể hiện đó là cô nàng Luna của chúng ta. Tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai có số điện thoại 0916 496 537 đã trả lời chính xác đáp án là 1928. Và xin được chúc mừng đội 2 một lần nữa, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca thì có đáp án là 1929. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta bước sang vòng 3, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Giải thưởng của vòng thi thứ ba gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309 để tham gia chương trình. Và hiện nay chúng tôi thấy trên màn hình não có rất nhiều quý vị bắt đầu đăng nhập vào hệ thống. Và hy vọng rằng may mắn sẽ đến với quý vị ở vòng thi này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào từng câu hỏi của vòng thi thứ ba. Trước tiên chúng ta đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Hoa hậu thể thao Việt Nam Trần Thị Quỳnh từng thi đấu môn thể thao nào? A. Bóng chuyền. B. Thể dục dụng cụ. Và C. Wushu. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này.
Ở vòng thi thứ 3 và vòng thi thứ 4, giải thưởng ngày càng hấp dẫn cho nên các bạn phải hết sức lưu ý để trả lời đúng hết tất cả 3 câu hỏi đầu tiên để ghi được mỗi đội 60 điểm. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án A, đó là bóng chuyền. Đội 2, chọn đáp án B là thể dục dụng cụ. Bóng chuyền thì giúp cho các vận động viên tăng chiều cao, phải không ạ? Đề này dễ đi thi hoa hậu hơn. Còn môn thể dục dụng cụ thì giúp cho rèn luyện hoàn thiện tất cả, tạo sức dẻo dai và cũng tạo nên tất cả các phần khiếm khuyết của cơ thể, giúp hoàn thiện cho các khiếm khuyết cơ thể, cho nên vẫn đi thi hoa hậu được, không có vấn đề gì hết. Vũ su thì sao ạ? Đây là một môn võ thuật có những vận động viên rất là người đẹp như là Thúy Hiền nè, Mai Phương nè, vân vân. Đó là những động viên vẫn có những cái ngoại hình cũng rất là đẹp, vẫn đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu. Cho nên nói tóm lại cả ba môn này đều đi thi hoa hậu được hết. Anh xin được hỏi là bạn Thành Trung, tại sao bạn chỉ chọn bóng chuyền thôi ạ? Thì em cũng giữ cái tiêu chuẩn là thường là mấy con người mẫu thường là rất là cao, nên em chọn là nghĩ là bóng chuyền. Còn thể dục dụng cụ tức là vũ su thì thấy những động viên có chiều cao nó cũng khiêm tốn nên. Theo bạn suy luận thì thể dục dụng cụ với lại wushu là chiều cao hơi khiêm tốn chút xíu, còn bóng chuyền là cao hơn cho nên đi thi nó dễ hơn. Cũng có lý, thường thường thì chúng ta coi qua truyền hình thì chúng ta thấy là những vận động viên bóng chuyền thì chắc chắn là phải cao, phải không ạ? Còn bạn Khoa, bạn chắc là bạn nghĩ gì không? Bạn nghĩ khác đi, bạn chọn là thể dục dụng cụ, bạn là hướng tới cái gì đó nó hoàn mỹ hơn, nó hoàn thiện hơn, phải không ạ? Thấy vậy không? Theo em thì ba môn này á, đều những cái cô gái mà tham gia ba môn này á, thì đều là đẹp hết, tại vì thiên về cái trình diễn cho nên là nó đều đẹp. Mà đây là ý kiến của bạn Thư cho nên em nhường cái câu trả lời đó cho bạn Thư. Cả ba đều là theo như bạn, đó là những môn thể dục thể thao đều tốt cả, coi như là khuynh hướng là trình diễn hơn, phải không? Dạ. Nói chứ trình diễn này cũng cực lắm đó, chứ không phải không đâu. Dạ. Và bạn chọn là đáp án B. Dạ. Thế thì mời cả hai đội và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của chúng ta là đáp án A, bóng chuyền. Từ năm 14 đến năm 19 tuổi, Trần Thị Quỳnh là vận động viên bóng chuyền của Hải Phòng, đạt thành tích cao nhất là huy chương đồng tại giải trẻ Đông Nam Á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc ra đời vào năm nào? A. Năm 1916, B. Năm 1946 và C. Năm 1945. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Từ đầu chương trình đến giờ, nếu có câu hỏi nào liên quan đến con số thì thấy các bạn hơi gặp khó khăn một chút. Nhưng mà chúng ta hãy tạm quên những khó khăn đó đi, coi như là xí xóa hết. Chúng ta bắt đầu vào vòng 3 rồi, hy vọng rằng lần này các bạn sẽ không gặp khó khăn ở đáp án này. Sau đây mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án B, đó là vào năm 1946. Và đội 2 là đáp án C, năm 1945. Ngày 24 tháng 10 năm 1945. Và khi mà gắn với sự ra đời của nó thì phải có hiến chương Liên Hợp Quốc. Quá rành mạch, quá lưu loát, đưa ra dẫn chứng đều là rất là cụ thể. Anh thêm đúng nữa không anh Đúng? Còn em là cũng chỉ là suy đoán là suy đoán là phải sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phải thứ nhất là phải sau năm 44, thì có hai đáp án như B và C nên em chọn là đáp án B. Có hai đáp án là B và C mà tại sao lại chọn đáp án B? Thì phân dân giữa hai cái thôi. Phân dân giữa hai sáng 1945 và 1946. 1946 nếu mà cộng lại là số bù, phải không? Bạn thích đáp án B nhiều hơn. Nhưng mà tôi không biết đó là đáp án gì. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình, đó là đáp án C, 1945. Và hiến chương Liên Hợp Quốc là hiến pháp của tổ chức Liên Hợp Quốc được ký kết tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về tổ chức quốc tế tại San Francisco, California vào ngày 26 tháng 6 năm 1945. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Ca khúc Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ là tác phẩm của nhạc sĩ nào? A. B. Phạm Minh Tuấn và C. Xuân Hồng. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này.
Đây là một bài hát cũng rất là nổi tiếng. Bài hát rất nổi tiếng nhưng mà các bạn cũng phải hết sức cân nhắc. Các bạn dễ nhầm lẫn tên tác giả lắm đó. Sau đây mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án A, đó là nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Các bạn có hát được bài này không ạ? Cái này là do chị Quyên chọn. Chị Quyên chọn. Chị Quyên đổ thừa qua chị Vân nữa nè, phải không? Em phải chị Quyên chọn không ạ? Không dám nhận rồi, thấy chưa? Bạn Tung, bạn thấy chưa? Bạn nói chị Quyên nhận mà chị Quyên không dám nhận nè. Như vậy là... Hãy mừng lên đi chứ, tại vì đội 2 cũng có một đáp án A nữa kìa. Đáp án này xin được hỏi là đội 2 là do thành viên nào chọn ạ? Dạ, ba đội cùng chọn. Tại vì bài này nếu mà hát thì chắc Khoa nó hát được. Cùng chọn, phải không? Khoa nó hát được, nhưng mà về nhạc sĩ thì đội thống nhất là Trần, là nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Khoa hát được. Bạn hát được, bạn hát được câu nào không ạ? À? Có từ bao giờ hằng me xanh thắm. Có từ bao giờ hằng me xanh thắm mà như đứa đó. Này. Cho ai làm ngơ. Làm thơ. À. Yeah. Hết rồi. Hát cũng khó khăn quá, phải không? Hát lưu loát thì chúng tôi hy vọng nó trúng, mà hát là hơi khó khăn như vậy thì không biết có trúng hay không. Và quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình, đó là đáp án B, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích bao nhiêu hecta? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này ạ. Vậy là rất tiếc, đội 1 và đội 2 các bạn chưa có đủ 60 điểm là số điểm cần thiết để bước vào câu số 4. Tuy nhiên các bạn vẫn còn cơ hội tranh nhau giải thưởng là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Bây giờ một lần nữa mời đáp án của cả hai đội. Bao nhiêu hecta? Sao cả hai đội đều có một con số rất là đẹp là 1.000 hecta. Đội 1 1.000 hecta. Đội 2 1.000 hecta. Một ngàn hecta. Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích bao nhiêu? 1.000 hecta là không biết nuôi con gì đây. Xin được hỏi tại sao đội 2 các bạn chọn đáp án là 1.000 hecta? Có phải giá bất động sản lên cao rồi các bạn? Các bạn không dám tăng số không? Dạ, cái này thì nó đi về chi tiết quá thì có thể là... Rồi, đội em cái câu này thật sự là không biết rồi. Cái câu này là không biết thật. Tôi nghĩ cách đây khoảng 5-10 năm thì dám nói khoảng 10.000 hecta hoặc 15.000 hecta đúng không? Giờ này thông tin báo chí nhắc tới hơi nhiều, giá bất động sản hơi cao, nghĩ 1.000 hecta đã lớn lắm rồi, phải không ạ? Nó cũng hơi ảnh hưởng chút xíu. Bạn Phương Nguyên, bạn có tham gia trả lời câu hỏi này không ạ? Dạ có. Có. Bạn Mỹ Vân. Có tham gia luôn. Bạn Thành Trung, bạn có ý kiến chống đối gì không? Dạ, ý kiến này mọi người đều không biết nên... Thằng này hơi đoán, phải không? Dạ, tại vì con số chính xác thì cũng khó. Câu số 4 đúng vậy các bạn ạ. Câu số 4 là một câu mang tính... Tự nhiên chúng ta cũng sẽ suy đoán rất là nhiều. Bởi vì đòi hỏi đáp án là phải đưa ra một con số chính xác. Điều này hết sức khó khăn. Bởi vì có những kiến thức chúng ta nhiều khi không biết được nó thuộc lĩnh vực nào cả. Đây là một câu hỏi hết sức tình cờ. Trả lời cũng ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà con số 1.000 là cũng phải suy nghĩ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 8.053. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và bây giờ xin chúng ta hãy cùng nhìn về màn hình xem là quý vị khán giả nào may mắn nhất ở vòng thi thứ 3. Đó là nàng Kitty của chúng ta đã trả lời chính xác. Và trên màn hình nàng Kitty một lần nữa giơ tay vẫy chào chúng ta là nàng đã làm may mắn ở vòng thi thứ 3. Và bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị bước sang vòng thi thứ 4. Nhưng trước khi bước sang vòng thi thứ 4, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách.
Một lần nữa, cả hai đội, đội 1 và đội 2, các bạn đều có đáp án giống nhau. Điều này thì các bạn biết phải làm gì để nhận được phần thưởng đồng ấy karaoke hiệu chân ca rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ đến với một phần bốc thăm may mắn nữa. Nhưng trước khi bước sang phần bốc thăm may mắn, chúng ta cũng chúc mừng quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty. Có số điện thoại di động là 01688322592, tức là gồm 11 con số, đây là của mạng di động Viettel. Và tôi xin nhắc lại số điện thoại là 01688322592. Trên màn hình đã hiển thị đó là nàng Kitty của chúng ta đã may mắn ở vòng thi thứ 3. Bây giờ thì hãy xác định xem đội nào, đội 1 hay đội 2 chúng ta nhận được phần quà đầu máy karaoke hiệu chân ca thì chúng ta sẽ đến phần bốc thăm nữa. Ở vòng thi vừa rồi thì đội 1 các bạn đã bốc thăm trước tiên, bây giờ các bạn có muốn bốc nữa không hay là nhường cho đội 2 ạ? Nhường cho đội 2 đi ha. Đội 2 các bạn có muốn bốc thăm trước tiên không ạ? Một bên nhường, một bên nhận. Bây giờ thì các bạn hãy bốc thăm đi ạ. Có hai lá thăm, ai bốc thăm cũng được. Nhường cho bạn Thư bốc thăm, biết đâu may mắn hơn phải không ạ? Đây là lá thăm thứ hai dành cho đội 1. Bây giờ thì bạn Thành Trung và bạn Khoa hãy cùng đưa lên cho chúng tôi biết là một lần nữa đội 2 chúng ta lại may mắn. Hôm nay đội 2 chúng ta hãy nói về bốc thăm là may mắn. Điều này các bạn đã nhận được một phần quà là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và dĩ nhiên lá thăm của đội 1 là lá thăm không có dòng chữ. Xin chúc mừng và xin chúc mừng đội 2. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chuẩn bị bước sang vòng 4 để nhận được, xác định được ai sẽ là chủ sở hữu của phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Nhưng trước khi bước sang vòng 4, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Đến với vòng 4 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 4 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Super Sapphire. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309. Hiện nay chúng tôi thấy trên màn hình đã rất nhiều quý vị khán giả đã tham gia ở vòng thi này. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: người dẫn đầu chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên thành công là người nước nào? A. Na Uy, B. Thụy Điển và C. Hà Lan. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Hy vọng rằng các bạn sẽ đưa ra một đáp án hết sức thận trọng và chính xác. Ở vòng thi này, để các bạn có cơ hội nhận được tham gia vào câu hỏi số 4 và phần thưởng chiếc xe Super Sapphire đang chờ đón các bạn. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án A, đó là Na Uy, và đội 2 đưa ra đáp án C, Hà Lan. Mời cả hai đội chúng ta cùng hồi hộp theo dõi đáp án. Bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Na Uy. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: ca sĩ Celine Dion là người nước nào? A. Mỹ, B. Canada và C. Pháp. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là một ca sĩ rất nổi tiếng, và Celine Dion là người đã hát ca khúc chính thức tại lễ khai mạc Thế vận hội Atlanta năm 1996. Và cô có một giọng hát rất là... Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án C, đó là ca sĩ Celine Dion là người Pháp. Đội 2 đưa ra đáp án B, là người Canada. Bạn Kim. Thì ca sĩ Celine Dion và ca sĩ Bryan Adams là người đồng hương, cho nên là người, nếu mà nhớ đúng thì là người Canada.
Bạn đã trả lời thế thì chúng tôi cũng đành xem đáp án vậy, phải không ạ? Bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Canada. Chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Văn Hùng đã vô địch bao nhiêu kỳ SEA Games liên tiếp? A. 3. B. 4. Và C. 5. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Sau đây mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án B, đó là 4 kỳ liên tiếp. Và đội 2 vẫn là đáp án B. Chắc chính xác rồi phải không bạn Kim? Dạ em nghĩ là chính xác. Sau đây mời cả hai đội chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, 4 lần. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi hết sức quan trọng. Đó là câu hỏi thứ tư để xác định xem ai sẽ là chủ sở hữu của chiếc xe Super Sapphire. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Tác phẩm Đường Cách Mệnh ra đời vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và chúng ta cũng nhận thấy trên màn hình não hiện nay có rất nhiều quý khán giả đã trả lời không chính xác, cho nên tình hình hiện nay không có đông lắm, phải không ạ? Nhưng hy vọng rằng quý vị sẽ trả lời chính xác câu hỏi này, đưa ra một đáp án đúng một con số. Với chúng đáp án của chúng tôi thì quý vị sẽ có cơ hội nhận được chiếc xe Super Sapphire. Đây là phần thưởng cao nhất của chương trình. Và bây giờ là mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra con số là 1930 và đội 2 là 1927. Tức là lần này thì cả hai đội có đáp án không trùng nhau. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình để xác định được ai sẽ là chủ sở hữu của chiếc xe Super Sapphire trong chương trình ngày hôm nay. Đáp án của chúng ta là 1927. Đội 2 các bạn đã rất xuất sắc trả lời rất chính xác, đã đưa ra một con số 1927 và hiện nay bạn Khoa vẫn còn cầm con số 1927. Thấy không ạ? Và chúng ta hãy cùng theo dõi một lần nữa chàng Thomas của chúng ta ở trở lại vòng thi đầu tiên đã trả lời rất chính xác. Và trên màn hình chúng ta nhận thấy đó là chàng Thomas của chúng ta, một hình ảnh rất quen thuộc. Và đội 2 các bạn cũng đã có một con số 1927 rất đẹp, chỉ tiếc một điều nữa mà thôi. Nếu trên bảng điểm của các bạn là 60 điểm thì chiếc xe Super Sapphire đã thuộc về đội của bạn rồi, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng 4 và phần trao giải, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Công ty trả lương cho các anh chị là để làm việc cho công ty, chứ đâu phải là để chơi game online để trở thành kiếm khách giang hồ. Tiểu muội à, tuổi thiếu hiệp gì hả? Tài hạng gì hả? Ăn không hộp nữa không? Không. Đi ăn gì? Bánh mì. Hả? DVD siêu thị cười hiện được trung tâm dịch vụ truyền hình phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Trước tiên chúng tôi xin được chúc mừng đội 2, các bạn đã đưa ra một đáp án rất chính xác. Một lần nữa xin chúc mừng đội 2, các bạn nhận được phần quà là đầu máy karaoke Hữu Sơn Ca. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay đã chọn biểu tượng là anh chàng Thomas có số điện thoại di động 0979445615. Và trên màn hình của chúng ta đó là anh chàng Thomas có số điện thoại di động là 0979445615. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải của cả 4 vòng thi. Sau đây chúng tôi xin trân trọng mời đại diện nhà tài trợ lên trao giải thưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi đầu tiên. Giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 2. Xin chúc mừng các bạn.
Đây là chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VKF200i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0947229363. Xin chúc mừng bạn. Tôi xin nhắc lại, có số điện thoại di động là 0947229363. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ hai. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và một lần nữa, giải thưởng này thuộc về đội 2. Hôm nay các bạn rất là may mắn, xin chúc mừng đội 2. Chúng ta sẽ đến với chiếc điện thoại di động thứ hai là điện thoại di động Sony Ericsson VKF610i. Phần thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả may mắn ở vòng thứ hai có số điện thoại di động 0916496537. Và tôi xin nhắc lại, có số điện thoại di động là 0916496537. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta đã trao giải thưởng của cả hai vòng thi, vòng 1 và vòng thi thứ 2. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần trao giải của vòng thi thứ 3. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 2. Hôm nay các bạn có nhận quá nhiều đầu máy karaoke hiệu Senka và chúc mừng các bạn. Và đây là chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VKF880i. Phần thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại là 0168832592. Tôi xin lặp lại số điện thoại là 0168832592. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng kết quả của vòng thi thứ tư. Đó là chiếc xe Super Sapphire. Nhưng trước khi chúng ta trao giải thưởng đó, chúng ta đến với giải thưởng là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và một lần nữa, giải thưởng này thuộc về đội 2. Xin chúc mừng đội 2. Và giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Super Sapphire. Và chúng ta cũng thấy chiếc xe rất là đẹp. Và đây là chiếc xe, biểu tượng chiếc xe Super Sapphire. Xin dành tặng cho quý vị khán giả có số điện thoại di động 0979445615 đã may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0979445615 là quý khán giả đã chọn biểu tượng là anh chàng Thomas để hiện thị trên màn hình của chúng tôi. Xin kính mời quý vị và các bạn đã nhận trúng giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ để nhận giải thưởng: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891022158. Và chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ nhận giải thưởng: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Số điện thoại liên hệ là 0891022158. Và một lần nữa xin chúc mừng những quý khán giả đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có tất cả 21.404 lượt khán giả đã đăng nhập vào hệ thống tham gia vào chương trình thử thách ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.